giải tỏa một cái khu này luôn nè, giải tỏa cái khu này nè, đó, làm cái đường ra cái cầu nè anh chị, giải tỏa cái khu này, đó, cập nhật cho anh chị nè. Em thấy cái tình hình này cũng khá lâu rồi nha, mới cái trụ cầu ngay cái bờ mà mới xây được nhiêu đây thì cũng khá lâu á. Làm đường anh chị, ở đây hết đi được rồi, đó, cũng khá là bài bản anh chị, khá to lắm, công trình này lớn lắm, công trình này lớn lắm anh chị, đúng không? Tình hình nè, đó, xe cẩu mà. Đất rất là to luôn, đó, làm cầu dẫn lên. Sẽ phải đường này là chúng ta sẽ về ngã ba Trung Lương, đó, ở trên là xe cầu lúc này là 3:30 buổi chiều, rất là nhộn nhịp ở trên cầu Rạch Miễu anh chị. G Handicam sản xuất bia cho miền Tây, Tây Hùng Vương, Tây Hải Sản, đó, khá nổi tiếng anh chị, khá nổi tiếng miền Tây. Dạ, kênh Mọi Thứ Về Việt Nam xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Chúc cô chú anh chị và các bạn luôn luôn dồi dào sức khỏe. Thì hôm nay em mời cô chú anh chị và các bạn tìm đường đến gọi là cầu Rạch Miễu 2, một trong những cái cầu đang thi công gấp rút hoàn thành để giảm tải lưu lượng xe lên cầu Rạch Miễu 1 anh chị. Thì em đang có mặt ở khu vực phường 6, đường Lê Thị Hồng Gấm, thành phố Mỹ Tho anh chị, dọc theo bờ sông Tiền anh chị. Thì cầu Rạch Miễu là một trong những cái cầu giao thông huyết mạch nối liền từ khu vực thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang qua khu vực thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre anh chị. Để qua, do là qua thành phố Bến Tre thì chúng ta có thể qua cầu Cổ Chiên về Trà Vinh, hoặc là qua những chuyến phà về Vĩnh Long, nên là đi rất là gần, nên là một số lưu lượng xe giao thương lên khu vực cầu Rạch Miễu 1 rất là quá tải anh chị, vào những dịp lễ Tết thì chờ có thể 3 đến 5 tiếng đồng hồ, rất là kẹt xe. Nên là nhà nước đang xây dựng một cái cầu gọi là cầu Rạch Miễu 2, ở cách cái cầu Rạch Miễu 1 khoảng hơn 4 km anh chị. Thì chúng ta sẽ tìm đến khu vực đó để cập nhật tình hình như thế nào. Thì phía trước anh chị, chúng ta đang chạy ở đường Nguyễn Thị Hồng Gấm, phía dưới chân cầu Rạch Miễu 1. Đó. Ở trên là rẽ phải, đường này là chúng ta sẽ về ngã ba Trung Lương. Đó, ở trên là xe cộ lúc này là 3:30 buổi chiều, rất là nhộn nhịp ở trên cầu Rạch Miễu anh chị. Đó. Chị nhìn phía trên cầu, cái đường dẫn lên cầu rất là cao anh chị. Đó, thấy xe chạy rất là nhộn nhịp ở trên. Đó, ở dưới đây là cái đường về ngay chỗ Bình Đức anh chị. Đường Bình Đức. Và mà ngay chỗ cái vị trí đặt cái cầu Rạch Miễu 2. Thì hôm nay chúng ta tìm đến đó để xem tình hình thi công cầu Rạch Miễu hay là khu vực xung quanh của cầu Rạch Miễu 2 như thế nào. Đây là trường cao đẳng Tiền Giang anh chị. Đường này sẽ chạy dọc theo bờ sông. Đây là cầu Bình Đức nha anh chị. Ở đây cách Mỹ Thuận 51 km anh chị. Thì cầu Mỹ Thuận thì cũng quá tải nên là xây thêm một cái cầu Mỹ Thuận 2 đó anh chị. Vừa rồi cũng khai trương rồi, cho thông xe rồi. Em cũng chưa biết cái vị trí của cầu Rạch Miễu 2. Thì hôm nay chúng ta tìm đường đến xem như thế nào, vị trí nó nằm ở đâu. Theo cái bản đồ chỉ dẫn là chạy dọc theo cái đường ngay chỗ cái dọc bờ sông là sẽ tới cách cái cầu Rạch Miễu 1 hơn 4 km. Ở đây có một số cái công ty khu công nghiệp nè anh chị. Đây là đường Ngô Gia Tự nha anh chị. Đây khu công nghiệp, ngay cổ khu công nghiệp nên là hàng quán buổi chiều 3:30 chiều bắt đầu bán cá cho công nhân nè, để xin công nhân tan làm họ mua anh chị. Đó, đây là các công ty ở khu công nghiệp. Khu công nghiệp Mỹ Tho, xã Trung An, thành phố Mỹ Tho nha anh chị. Lúc này là 3:30 chiều, trời cũng còn khá là nắng anh chị.
trong khu công nghiệp cũng rất là rộng. Đó, bên kia là toàn bộ cái khu vực nhà xưởng của các công ty, còn ngược lại bên đây là khu nhà dân. Đó, khu phố. Vực xã của Trung An này thì cũng là khu vực vùng ven của thành phố Mỹ Tho anh chị. Thường những cái phường thì nằm ở trong khu vực trung tâm, còn khu vực vực xã là vùng ven. Kia. Dạng như các công ty trong khu công nghiệp, đây có Heineken nữa chị, nhà máy Heineken ở Mỹ Tho nữa chị, nhà máy Heineken ở Tiền Giang, nhà máy Heineken khá rộng nha, kế bên là Tiger. Tiger Heineken sản xuất bia cho miền Tây. Công ty đa phần khu công nghiệp ở Mỹ Tho là dọc nằm dọc theo bờ sông anh chị, thì giao thương ở miền Tây chủ yếu là sông nước khá là nhiều, nên là các khu công nghiệp dọc theo bờ sông để đưa lên tàu thuyền di chuyển. Thì Heineken cũng khá rộng anh chị. Nhà xưởng đang xây dựng nè, nhiều nhà xưởng đang xây dựng. Giờ rưỡi buổi chiều cũng khá là nắng anh chị. Đường dọc ra chạy tới bờ sông, không biết cái vị trí đi tìm cái vị trí của cái cầu Lạc Miễu 2. Hành trình đi tìm cái vị trí của cầu Lạc Miễu 2 nha anh chị. Thì dọc theo bờ sông là các khu công nghiệp, các công ty Hùng Vương, thủy hải sản này. Khá nổi tiếng anh chị, khá nổi tiếng miền Tây. Đi Hùng Vương. Đó, nhà cửa hai bên đường khá là khang trang. Đừng có những cái đường dẫn, không biết bây giờ họ làm chưa. Và khi nào cái cầu này sẽ hoàn thành,
thì lưu lượng rất là đỡ anh chị, rất là đỡ kẹt xe, áp lực lên cái cầu Lạch Miễu 1. Bây giờ một số ngày cuối tuần là buổi chiều, lưu lượng xe cũng rất là đông, sẽ làm quá tải cầu Lạch Miễu 1 anh chị. Đường này có thể về Cái Bè, tỉnh Tiền Giang anh chị. Đây là đường tỉnh 840 giao với đường Ngô Gia Tự. Đường ở ngoài đây cũng khá là xấu anh chị. Đó, đường ngoài đây mặt đường xấu, rồi là xe tải, xe chở hàng hóa chạy rất là nhiều. Nên là đường rất là xấu. Bắt đầu họ bán cá nè, bán cá vào buổi chiều nè. Đường lon lỗ khá nhiều. Đó, là xa xa em thấy cái cầu Lạch Miễu 2 đó anh chị. Đó, cập nhật tiến độ, xa xa em thấy cầu Lạch Miễu 2 đó anh chị. Không biết cái đường dẫn khi nào làm thôi. Mà xa xa thấy cầu Lạch Miễu 2 đó. Biết chỗ nào vô. Cái đường vô chưa, xa xa đã thấy cầu rồi. Bắt qua như thế nào? Đó, thấy trụ cầu anh chị, thấy trụ cầu rồi. Rất là bề thế, cầu lớn anh chị. Chưa làm cái đường dẫn hay sao, giải tỏa mấy cái nhà xưởng này, làm cái đường lên cầu được anh chị, đúng không? Đó, cái cầu à, cái đường dẫn ở đây phải mở rộng cái đường này ra anh chị. Đó, cầu nè, cập nhật tình hình anh chị nè, cái đường này sau này giải tỏa nè anh chị. Đó, giải tỏa một cái khu này luôn nè, giải tỏa cái khu này nè. Đó, làm cái đường ra cái cầu nè anh chị, giải tỏa cái khu này. Đó, cập nhật cho anh chị nè. Đó, cái trụ cầu anh chị, trụ cầu đang xây dựng nè. Đó, ngay đây là họ sẽ giải tỏa mấy cái nhà xung quanh anh chị. Đó, cái nhà đã đập ra nè. Đó, cái trụ cầu nè anh chị. Đó, không có vô bên trong công xưởng xây được, không có quay bên đó được. Đó, cái cầu sẽ bắt ngang cái cầu này luôn dưới cái đường này anh chị, cái đường Ngô Gia Tự nè. Đó, dọc ra cái này giải tỏa, sẽ giải tỏa cái khu này. Đó, giải tỏa toàn bộ khu này để làm cái trụ cầu nè anh chị. Đó, nhà họ đập hết trơn nè, giải tỏa vô nè. Đó, bên kia cái nhà kia thì không có trúng anh chị, cái nhà này không có trúng nha. Đó, xung quanh cái cầu nè, xung quanh từ cái mí này qua đây, cái cầu họ làm lên cái chân móng này nè anh chị. Đó, chuẩn bị họ đúc lên cao, bắt đầu họ mới em thấy cái tình hình này cũng khá lâu rồi nha, mới cái trụ cầu ngay cái bờ mà mới xây được nhiêu đây thì cũng khá lâu á, khá lâu mới hoàn thành đó anh chị. Đó, anh chị nhìn ngắm nha, nhìn ngắm em cập nhật tiến độ tình hình dạng như khu bên này đường xá chưa giải tỏa mà, đúng không? Cái nhà này mới đập mà đường người chưa làm. Đó, đường toàn bộ chưa làm, chưa thấy làm gì hết. Đó, xung quanh là tuyến đường này là về Cái Bè nè anh chị, Cái Bè tỉnh Tiền Giang, xa xa thì mới thấy cái cầu. Nói chung là cách 4 km tới cái cầu kia cũng khá là gần. Đó, bắt qua bến Tre, cầu Lạch Miễu 2 đó anh chị. Đó, hướng này là về Cái Bè. Đó, không có cái đường nào sát bờ sông để chúng ta xem cái cầu như thế nào, nhưng mà xa xa thôi. Đó, cái chân cầu kìa, cầu xa xa nè, xa xa mới thấy, đúng
cũng không có ra được bờ sông anh chị, không ra bờ sông được, cập nhật tình hình đó nên anh chị được hướng, không có ra được bờ sông. Ở đây là nhà cửa hết trơn rồi, nhà cửa hết trơn rồi, không có cập nhật được nè. Đó, xa xa thấy nè, sẵn cái nhà đó đó, đó không có ra được bờ sông anh chị. Đó là tình hình cũng còn khá lâu nha, khá lâu mới xong à, em nghĩ là khá lâu mới xong, đường dẫn chưa làm mà, mới làm có một số cái trụ cầu thôi, đang đúc trụ cầu thôi. Còn cái đường bên đây mới, cái nhà mới có giải tỏa, chưa làm đường anh chị. Đó, đây là sẽ làm mấy cái cầu móng lên nè. Đó, xà lan đang đậu nè, xà lan đang đậu cái đó, cái hướng lên cầu. Còn cái đường này sẽ giải tỏa qua đây. Đó, cái hướng làm cái hướng đường á, hướng đường nhưng mà chưa có xong nên là em nghĩ còn tình hình khá lâu anh chị ơi, tình hình khá lâu để vô cái hẻm quay, không biết có quay được cái đường không. Cái đường dẫn cũng đang làm nhưng mà hơi lâu nha. Ở đây là ấp Tân Thuận, xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang nha anh chị. Đó, ngay chỗ nhà văn hóa ấp Tân Thuận A nè. Đó, đi vô đây thấy được cái đường không. Đó, vô cái hẻm nè, vô hẻm thấy cái đường họ làm. Họ làm cái đường lên cầu Mỹ Thuận á. Phía xa họ đang làm nè anh chị. Đó, đang làm đường anh chị. Đó, cập nhật nè, làm đường dẫn lên cầu Lạch Miễu 2 nè. Đó, làm đường anh chị, ở đây hết đi được rồi. Đó, cũng khá là bài bản anh chị, khá to lắm, công trình này lớn lắm, công trình này lớn lắm anh chị, đúng không? Đó, tình hình nè. Đó, xe cẩu mà đất rất là to luôn. Đó, làm cầu dẫn lên, cập nhật tình hình đến anh chị nha. Đó, đang làm tấp nập nè, đang làm đường anh chị. Đó, ở ngoài thì không thấy nhưng mà vô trong thấy làm đường rồi nè. Đó, cập nhật đến anh chị nha, đủ hạ tầng rồi nè, hạ tầng bơm cát rồi nè anh chị. Đó, tình hình nha, tình hình về đường dẫn lên cầu cũng đang tiến hành song song với làm trụ cầu, cũng thi công cầu anh chị. Khu này sẽ giải tỏa hết nè, giải tỏa lên cái đường dẫn lên cầu nha anh chị, rất là rộng luôn, cầu rất là rộng. Đó, cũng cập nhật tình hình đến cô chú anh chị nha, ngay chỗ ấp Tân Thuận, xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, cũng cách cầu Lạch Miễu 1 chỉ có 4 km thôi. Đó, đường dẫn lên cầu nè, thi công trụ cầu nè anh chị. Đó, thi công trụ cầu nè, dẫn xuống khu vực này là giải tỏa hết. Đó, gửi đến anh chị nha. Em cũng cập nhật tình hình đến anh chị, cái hướng dẫn coi như là hướng dẫn cách cái đường dưới chân cầu của cầu Lạch Miễu 1 đến cầu Lạch Miễu 2, 4 km, cũng khá là gần anh chị, khá là gần để chúng ta di chuyển. Tình hình cầu Lạch Miễu 2 thì đang đúc các trụ cầu, thì nói chung là cũng làm rất là lâu á, em thấy mới đúc trụ cầu thôi. Còn ở dưới đường dẫn thì cũng đang giải tỏa, san lấp mặt bằng, cũng làm các hạ tầng ở dưới, bơm điện nước ở dưới anh chị, để làm cái hạ tầng đường dẫn lên cầu. Thôi, video cập nhật về tình hình cầu Rạch Miễu 2 cũng đến đây là kết thúc. Mong cô chú anh chị hãy like, share, subscribe kênh để em có động lực làm những video tiếp theo hấp dẫn hơn, thực tế hơn gửi đến cô chú anh chị và các bạn nha. Chúc cô chú anh chị và các bạn luôn luôn dồi dào sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.